Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một chi tiết lắp cho máy cơ xích, và cụ thể đó chính là bộ hơi và lắp cho dòng máy Hu 365. Thì để nói về bộ hơi này, đây là một chi tiết vô cùng là quan trọng để cấu thành nên một chiếc máy cơ xích. Và để nói về dòng cưa 365 này, đây là một dòng máy công suất lớn và thiên về các bác đi khai thác. Và khi việc các bạn sử dụng như vậy thì thường hay gặp những cái tình trạng có thể là các bạn quên không pha nhớt hoặc là pha thiếu nhớt. Và thường thường máy thì đẩy lên vòng tua cao và dẫn đến tình trạng là máy của các bạn bị sức hơi, sức quả. Và việc để khắc phục cái tình trạng kể trên thì chỉ có thay mới. Và hiện tại thì trên thị trường thì những bộ hơi này khá là nhiều và rất là sẵn, nhưng mà đều là những cái dòng trôi nổi và không có thương hiệu cụ thể và giá thành rẻ nhưng mà chất lượng vô cùng kém. Và khi các bạn sử dụng những cái bộ hơi như vậy thì vừa gây tốn kém trong quá trình bảo trì bảo dưỡng, cũng như là gây mất thời gian trong quá trình các bạn đi lại để sửa chữa, hoặc là một lựa chọn nữa là bộ hơi hàng chính hãng. Nhưng mà đối với dòng chính hãng này thì có giá thành cấu thành nên một bộ hơi này có giá là rất là cao, và đối với đại đa số mức thu nhập hiện tại của bà con thì khó có thể tiếp cận được. Và để giải quyết những cái tình trạng kể trên thì bên mình sẽ về một bộ hơi và có thương hiệu là IP. Bộ hơi thì chất lượng tốt và giá thành hợp lý, phù hợp với mọi mức thu nhập của bà con hiện nay. Và để đánh giá được chất lượng bộ hơi của bên mình có những ưu và nhược điểm gì so với những bộ hơi trên thị trường thì các bạn hãy cùng mình đi vào chi tiết từng bộ phận để đánh giá. Đầu tiên thì về phần xi lanh này, thì tổng quan này các bạn có thể nhìn thấy này, vô cùng sắc nét và tỉ mỉ, không có dấu hiệu là bị bao vi hoặc là bị chỉ thừa gì cả. Ngay cả phần gen này, phần gen xả áp này cũng như phần gen và đầu vặn buji này thì được làm rất là tỉ mỉ và tránh cái tình trạng là bị chuyết gen trong quá trình các bạn sử dụng. Tiếp theo đến là phần trong này, phần xi lanh này thì được mạ một lớp mạ liken cực kỳ dày, và việc mạ cái lớp mạ như thế này để giúp các máy các bạn có thể đạt vòng tua cao và không gặp cái tình trạng bị lột hơi trong quá trình sử dụng, và giúp tăng hiệu suất của máy khi làm việc. Và một đặc điểm nữa là trên bộ hơi này thì được dập lối dòng chữ IP. Đây cũng là gần như là một câu khẳng định gián tiếp cho chất lượng của sản phẩm. Nếu mà chất lượng của sản phẩm kém thì không có bên nào có thể tự tin khẳng định dập thương hiệu của mình trên bộ hơi này cả. Và tiếp theo đến là phần quả này, hoặc gọi là phần piston này, thì cũng làm chi tiết tỉ mỉ như phần hơi này thôi. Thì ngay cả phần trong nữa, phần ngoài thì làm vô cùng sắc nét. Và phần quả này thì là quả xét, một xét đúng như kết cấu của bộ hơi theo phần bộ hơi zin. Và đi kèm theo bộ hơi này thì là có một xét măng này và một ắc này, và đi kèm theo nữa là hai phần chốt ắc để các bạn cố định giữa phần quả và phần tay biên của máy. Rồi đây là những cảm nhận và những đánh giá riêng của bên mình và sản phẩm của bên mình. Nếu các bạn đã sử dụng và trải nghiệm qua dòng bộ hơi này IP của bên mình rồi thì hãy để lại cảm nhận dưới phần mô tả để chúng ta cùng thảo luận và cùng đánh giá. Và giá thì bên mình sẽ cập nhật dưới phần mô tả. Và sau đây mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận để các bạn đánh giá được chất lượng của sản phẩm của bên mình hơn nữa. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.